Nhưng mà hôm nay có một cái khác nhau. Cái loại mà mình đắp mặt nạ hàng ngày đó, nó nằm trong một trong những cái sản phẩm mà công ty đang promote. Thì cái này, gọi là beauty box. Thì trong cái beauty box này nó hỗ trợ từ mặt cho tới chân luôn. Thành ra mình nhân dịp này mình chia sẻ với mọi người. Thì tối nay mình sẽ đắp cái Marine Mud Mask. Thì một trong những mà mình cho mình chia sẻ trước là Marine Mud Mask là một trong 7 sản phẩm được công ty promote bắt đầu vào ngày mai thứ năm. Thì tại sao mình thích cái này nhất ha? Cái Marine Mud Mask là cái một loại mặt nạ bùn. Thành ra nó là cái chất thiên nhiên mà như là mấy chị em mình vẫn sử dụng mà mỗi tuần mình vẫn lên á, mình cũng hay chia sẻ nó đi nó lại, nhưng mà nói hoài nó không hết, là bởi vì cái này rất là hay. Sử dụng cho mình, cho con mình, gia đình mình, mọi người được sử dụng, bởi vì cái loại này nó thích hợp với tất cả mọi loại da, ngay cả cái da mà sensitive vô cũng rất là an toàn. Mà khi mà cái này nó rất là tốt cho cái mặt mình bị da dầu á, hoặc là mình bị lỗ chân lông, hoặc là khi mà mình bị mụn, mà mình thấy như thế này, ngay cả bị cái mụn mà mụn bọc á, mà mình đắp mặt nạ lên nó sẽ giúp rất là nhiều, nó làm khô đi cái mụn, ngay cả cái mụn bọc luôn. Còn mụn cám thì rất là sạch. That's why mà là mình love, đây là my favorite sản phẩm. Yeah. Nhưng mà cái này mới có là một trong 7 sản phẩm mà thôi, thì cái này là mới là cái mặt thôi. Còn ở đây là mình có một cái loại thứ hai là cái polishing peel. Hello Thảo. Hello. Yeah, Thảo ơi. Mỗi người mình xin được chia sẻ thì Thảo có sử dụng qua cái polishing peel này nè. Thảo như thế nào, Thảo chia sẻ cho mọi người. Cái này á, polishing peel này là cái loại lột nhẹ. Mà khi mình khách Thảo á, khi nó tới đó, Thảo tha lên, Thảo để khô chừng 1 phút. Thảo lột ra, Thảo tẩy nó ra, da chết nó ra rất là nhiều. Nó láng, xong cái đó nó xong cái một lần thôi là mình thấy nó láng mịn. Khách nó rất là thích. Mà mình cũng thích nữa, một tuần mình xài 2 lần. Tẩy da chết tại nhà. Cái đó đặc biệt cho những chị em nào mà có làm da sần sùi rất là tuyệt vời. Sần sùi đó, sần sùi đó, tẩy một lần là láng nhảy liền. Mang lại da nặng da mịn. Mà này làm bằng... cái bí ngô gì đó, ái hoa ngô gì đó, phải không? Bí ngô, dạ. Dạ, đúng rồi. Cái tác dụng rất là hay, vấn đề là tẩy da chết, vậy tẩy da sần sùi. Ai muốn biết thêm nữa thì thử. Không, phải, nó, Thảo đó là phải tin, bởi da mặt Thảo rất là đẹp. Yeah. Right. Yeah. Rồi. Sắp phải tin sắp. Dạ, bây giờ mình dùng sản phẩm ha. Mà mình đắp mặt nạ. Bây giờ mình bắt đầu đắp mặt nạ bùn đi. Nhưng mà trong lúc cái thời gian mà đắp mặt nạ bùn, mình sẽ đi tới cái sản phẩm kế tiếp. Chị Muối ơi. Dạ. Chị Muối, cái nào là chị Muối rất rất là thích trong cái bộ này chị Muối? Mình thích nhất là cái bộ này đây. Cái này là cái Palace Soul Solution. Soul Solution. Mình rất là tâm đắc, tại vì cái này á, nó giúp cho mình cái gót chân á, mình bị nứt hoài đó, và mình xài nó mình rất là thích luôn. Dạ chị. Nó giúp cho mịn cái chân lắm. Dạ. Mình chị bị nứt á. Dạ. Wow. Dạ, là mình thích lắm. Mình em xài xong mình rất mịn. Nó giúp cho gót chân nứt á. Dạ em bật mí nha. Đây là cái sản phẩm em bán trong tiệm nail của em đó chị. Ồ, nói tới bán thì càng thấp là rất là mê luôn. Dạ đúng rồi. Để mình nói về khách của mình, có một người ông xã của bà bị làm xi măng á, gót sình á, bị nứt dữ lắm. Rồi xong rồi xài cái prescription của bác sĩ đó. Bà nói là cổ họng có quất nữa. Vậy xong cái báo mới hỏi mình, nói là có thể xài cái này không? Thì mình nói là được, xài thử đi biết. Rồi từ lúc đó đó, xài xong ông xã bà mừng muốn chết luôn. Ông nói trời ơi, cái tay ông hết bị. Ông rất là vui. Tuyệt vời quá. Cái sản phẩm đó đặc biệt là mùa đông đó, các em biết chị, những người nào mà có cái da khô hay bị nứt chảy máu á, mình bôi vào gót chân mình là rất là tuyệt vời. Tại mùa đông nhiều người bị nứt gót chân, khi mà mình bôi thì nó chống nứt ha.
đặc biệt là những anh chị em nào mà có cái cùi cùi tay mà bị chai ở đây nè, bị sần sùi đây nè, mình dùng cái đó cũng rất là tuyệt vời ha, nó cũng giúp nó làm cho rất là mịn màng cái chỗ cùi tay của mình nữa. Dạ nó không những mà cho gót chân mà trên tay cùi chỏ cũng được nữa. Yeah. Chỗ nào khô là sức lên là good rồi. That's my number one best seller ở trong tiệm mình. Giờ tiệm béo bán cái sản phẩm đó là thích cái sản phẩm đó. Yeah. Bây giờ mới có sản phẩm thứ ba thôi, còn sản phẩm thứ tư. Ái Hoa. Dạ em chia sẻ về cái lip gloss này chị. Cái này clear hả? Cái này là tại vì cái này là nó là clear thôi, nó không có gì hết quý anh chị. Cái này nó giúp cho cái môi mình nó bóng. Tại vì khi mà bình thường mà mình hay cái môi mình bị khô, mình không có son môi, cái môi mình hay bị khô lắm. Thì mình cứ đưa cái miệng mình cắn cái da đó. Cho nên nó cứ cắn là nó chỉ chảy máu à. Cho nên khi mà mình bôi cái này, cái giữ cái độ ẩm, cái môi mình nó giống kiểu mà nó có cái chất collagen, nó làm cho cái môi mình nó rất là mềm. Mà nó cả ngày nó không bị khô, nó không bị gần mấy cái da khô lên. Cho nên rất là tuyệt vời, cả ngày em không bị cắn da môi giống hồi xưa nữa. Em xài cái này cũng khá lâu rồi á. Tuyệt vời. Nó làm cho cái môi mình bự nữa phải không? Nó làm cho môi mình mỏng mà nó bóng lên, nó nhìn nó mỏng thôi chứ không có nhìn em không có son môi, nhưng mà nhìn nó mà hồng tự nhiên lắm. Dạ. Ồ. Dạ, rất là tuyệt vời, cái đó tuyệt vời lắm chị. Wow, cái đó là clip gloss hả Ái Hoa ha? Dạ, clip gloss là chị. Thay vì mình không có mấy chị mà dùng son môi á, mấy dùng son xong rồi mình bỏ nó ngoài cũng được. Còn bình thường em không có dùng son em cũng bỏ ngoài vậy thôi. Thảo ơi, Thảo đang làm đắp mặt nạ cho ai vậy? Con gái. Oh, hello con. Hello. Chào con. Hello, trời. Hai mẹ con đẹp quá. Con gái hả? Giờ thiên dạ, hậu chứ. Tớ đẹp bằng mẹ con cho nên phải làm. Hello, chào. Thế mẹ làm đẹp, mẹ đẹp trẻ quá mà con không làm là con bị mẹ. Thì đó là cái sản phẩm thứ tư, Clip Gloss. Thì kế tiếp là cái... mascara. Khi mình nói về môi thì mình phải nói về mascara, right? Long Mi, chị Phấn ơi, chị Phấn đang có cái cây mascara của chị Phấn phải không chị? Chị ơi, xài cho ai với cho ai vậy chị Phấn? Xài cho mình với con gái mình. Wow, nó cái chị thấy nó như thế nào chị, cái hiệu quả của nó như thế nào chị Phấn? Xài thì làm cho cái lông mi nó cong á, cong lên thì thấy cho nó dài ra nữa, cũng tốt lắm. Dạ. Nó làm cho mình nó dài. Con gái mình nhất là thích. Oh my Christ, remember this. Con gái chị bao nhiêu tuổi vậy? 16 tuổi. Dạ, 16 tuổi. Ham đẹp lắm. Ai cũng ham đẹp. Chị biết như thế này nè. Không những là dĩ nhiên là nó ham đẹp, em già em còn ham đẹp, ủng hộ chị 16 tuổi. Lúc mà em thích, không những là nó làm dài, nó làm cong, mà chị biết em cái mà em tâm đắc nhất cái mascara này nè, nó last rất là long, mà nó không có bị lem, mà nó không có bị cay con mắt. Tại vì em xài mascara nhiều lắm, em xài em thử hết của hãng này tới hãng kia, mà em xài cái mascara này là 2 năm rồi đó. Trước á, cái loại này thì nó ra cái loại khác, nó có hơi khác hình dạng một chút thôi. Thì cái loại mà chị đang cầm là cái loại mới hơn. Nó chỉ làm đẹp hơn, ra cảnh nó khác mẫu mã. Chứ thật ra thì em xài từ cái cây cũ là em đã tâm đắc lắm rồi. Xài mà mình thấy, nhiều khi mình xài nguyên cái ngày, mà nhiều khi mình lỡ mình hơi bị mồ hôi một chút xíu mà nó bị lem, mà cái này hoàn toàn không lem. Không lem, dạ, không lem. Dạ, không lem, cái đó là em rất là thích luôn. Nói vậy em nhớ hồi xưa đó, mỗi lần mà đi đám cưới á, mình chải lông mi của mình á, là nó cứ bị tèm lem xuống, là đen nguyên cả con mắt luôn. Nhưng mà hình như từ ngày xài cái mascara này á, con mắt không có bị nữa. Tại khi mà mình chải lên một chút xíu là nó khô ngay, sinh ra nó giữ rất là lâu. Làm cho lông mày mình là lông mi mình nó vừa dày rộng mà nó nhìn nó dài hơn. Rồi mình biết là bây giờ còn cái sản phẩm thứ 6 nữa, mà cái này thì là hiện bây giờ là đang là rất là popular luôn. Của công ty nha, cái là của công ty number one, mà hiện bây giờ cái thị trường Mỹ mình không nói gì, thị trường cả thị trường thế giới và đặc biệt là cả thị trường Việt Nam biết về nó mới là ghê nè chị. Em nghe hồi nãy mình chị muối hả, chị muốn kem đánh răng à?
tẩy tẩy trắng răng đó chị. Đây mình cũng rất là tâm đắc cho kem kem đánh răng này. Dạ. Nhức răng cũng giúp nữa. Dạ. Thải máu răng cũng giúp. Mà rất là sạch. Ông xã mình mới bắt đầu thì không thích, mới đánh cái ngày không thích. Sau đó hút thuốc lá vàng khè. Xài không thích. Dạ, ông nói có đi được bà order cái này nha, đừng order cái khác. Tại vì hút thuốc lá, uống cà phê cũng giúp trắng, không bị vàng. Yeah. Cho mình bổ sung chút ha. Mình thì mình xài cái găng của mình ở ngay cái kẽ giữa đó, với là bên trong của cái hàm găng á, nó bị vàng vàng, giống như là bị bám, cái màng bám vàng vàng đó, lâu lâu giống như mình đánh không kỹ nó bị đó. Mà mình xài bây giờ hết luôn. Vậy là còn một cái nữa là nó bị chảy máu, cái gâm á, cái chảy máu. Và bây giờ mình xài cũng nhiều cái của prescription lắm mà không có quất. Vậy cái bây giờ mình xài thử cái này thì trả lời nó giúp. Rồi cái máu nó nhỉ nó từ bớt rồi. Và những cái ngăn mà mình bị ê này kia nọ bây giờ cũng từ bớt luôn rồi. Rất là tuyệt vời. Yeah. Trong gia đình mình ai cũng xài hết, rất là thích. Còn đó rất là tuyệt vời, cái răng mình nó rất là sạch. Mình xài cái này quen rồi, không thích đi xài cái sản phẩm nào nữa. Dạ mình xài, tại vì mình cũng xài nhiều thứ lắm rồi mà mình không có thấy cái kết quả nó good á. Và bây giờ mình thử cái này mà thấy cái này nó rất là tuyệt vời, nên bây giờ mình xài cái này luôn. Mấy đứa nhỏ cái nhà em cũng chia sẻ cho mấy người bạn xài, ai cũng xài thấy thích lắm. Mấy đứa nhỏ nhà em nó thích cái này lắm, tại nó không cay á, nó nghe cái mùi bạc hà thơm thơm cho nó không cay giống dạ. Yeah, con nít là 2 tuổi là xài được rồi, nó rất là safe mà. Còn này là chị Ái Hoa. Dạ, từ từ đi chị. Còn nhiều lắm chị. Chị mua chị đang nói về cái sản phẩm mà cái sản phẩm thứ 7 trong cái beauty box phải không chị? Yeah. Dạ rồi chị em mời chị chia sẻ nó trước đi. Cái này là cái thiên quyên, uống cho nó xả rất là, cũng như mình có cái chất gì không tốt trong người nó xả đi rất là tốt. Rồi đi mỡ, có người uống cái này làm cho nó ốm nữa, nếu mà uống đều đặn nó sẽ ốm không còn cái mỡ bụng, rất là tốt. Ông xã mình cũng đang xài, đang sử dụng, mà thằng con mình cũng có sử dụng nữa, tại vì có mỡ bụng. Dạ. Chị ơi, ai cũng có mỡ bụng hết, mà đặc biệt phụ nữ mình nó là còn có mỡ bụng nhiều hơn đàn ông nữa đó chị. Thành ra cái này rất là cần. Hồi nãy tới giờ thì mình nói những cái sản phẩm bên ngoài, nhưng mà cái cuối cùng cái tea cream này là cái sản phẩm cho bên trong. Cái tea cream này là làm từ cái chất trà xanh, mà ở trong cái lọ mà của cái trong cái hộp beauty box này là 30 viên, mỗi ngày mình uống một viên. Mà thật ra khi mà mình tìm hiểu á, thì một viên nó bằng 8 ly trà xanh nguyên chất. Mà mình cứ suy nghĩ đi, làm sao mà một ngày mình uống nổi 8 ly trà xanh, mà mình có uống nổi 8 ly trà xanh, mình làm sao mình kiếm được cái trà xanh nguyên chất mà không có bị chất bảo quản, mà uống làm sao mà nó cho cái đầy đủ hiệu quả. Thì chính ra mỗi ngày một viên này thôi á, mà trong vòng 30 ngày nó đã giúp mình rất là nhiều, mà mình uống thường xuyên nó là càng tốt. Hồi nãy bây giờ thì mình cũng sắp sửa khô rồi, đáng lẽ là mình phải nói chuyện từ đầu tới đuôi. Thì từ số 1 cho tới số 7, thì trước nhất á, cái số 1 á, là cái polishing peel. Cái đầu tiên mình tẩy đi cái da chết, cái da sần sùi. Rồi sau đó mình mới tới cái mask này, là làm cho cái da mình mịn màng, sạch được cái mồ hôi, những cái dơ, cái make up bên trong. Rồi sau cái đó mình sẽ sử dụng cái mascara đánh lên cái mi cho nó đẹp. Rồi mình xài clip lót cho cái môi mình nó mộng, phải không? Rồi mình đi nó hơi bị ngược một chút. Rồi tới cái lúc mình sẽ xài cái tea cream, đúng không? Cho cái bụng mình tới lại. Rồi cuối cùng mình mới xài tới cái solution cho cái gót chân của mình.
Thì nói chung là trong cái bộ video box này là tương đối đầy đủ từ mặt cho tới chân. Mà Trinh đi có một cái là hứng quá, đi tùm lum hết, hứng thú đụng đâu rồi chia sẻ đâu, cho nên nó không được theo thứ tự. Cho em chia sẻ thêm chút cái Tirin nè. Tirin này là rất là đặc biệt cho những anh chị em nào mà ăn cơm tối trễ ha. Nếu mà mình ăn trễ buổi tối, mình nên dùng 3 viên mỗi đêm after ăn, sau khi ăn. Tuyệt vời lắm cái anh chị, không cái bụng mình không có bị mỡ, không bị mỡ bụng ha, không bị bự cái bụng ra ha, cho rất là tuyệt vời. Cho nên bí quyết đó mà không bị mỡ bụng là đây nè. Có người ăn cũng như là ăn mỡ này kia nọ khó chịu không tiêu á. Trà xanh nó tẩy độc tố, nó tẩy độc tố trong cơ thể mình tuyệt vời, nó làm tuyệt vời là nó khỏe. Nó không có làm cuối tuần mà đi chơi ăn uống rồi nhiều á. Đi về uống vô bắt đầu sáng lại là dưỡng cái tướng mình không có phình ra. Chết rồi. Mà cái này là Tea Queen 97 nha, chứ không phải Tea Queen thường nha. Tea Queen thường là not working, ok? Phải là có 97 nha. Nó giống chị chín, nó giống chị chín, nó bằng 8 ly trà xanh luôn. Và phải là Tea Queen 97 mới ok nha. Thì bây giờ cái mặt nạ của mình sắp sửa khô hết rồi, thì mình chuẩn bị đi rửa mặt. Ủa sao khô còn đéo chứ nào vậy? Cái chỗ đó nó còn ướt. Okay. Nè, cái tẩy biết là chị còn cái mascara nữa. Rồi. Mình chia sẻ rồi. Bây giờ cái mặt mình nó khô rồi, mấy anh chị em mình có nhìn thấy rõ không, là mũi mình nó bị dầu á, sinh ra mỗi lần mà khi mà mình đắp cái này nó khô á, là mình thấy cái lỗ lỗ này ướt ướt lỗ lỗ đấy, cái lỗ mũi này ha. Là nó đang còn hút dầu ra, nó làm cho cái lỗ chân lông mình nó sạch rồi nó khít lại ha. Tuyệt vời lắm các anh chị, cái mặt nạ này mình mê lắm. Đắp nó hoài. Tại vì nó khác rồi nè. Đắp nhất luôn. Thì cảm ơn cả các chị. Dạ các chị. Giờ mình đã tới giờ đi rửa mặt rồi. Mặt của Trinh đắp mặt nạ bùn mà sao trắng tát vậy? Trời ơi, chắc là sửa. Tại nó khô. Tại vì nói nhiều quá nó khô lẹ đó. Hơi hơi đi á. Tại vì mình cũng phải đi rửa mặt rồi. Trước khi mình chia tay với mọi người thì mình rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian vô đây làm đẹp rồi lắng nghe rồi mình chia sẻ với nhau. Thì ngày mai là cái ngày hôm thì công ty sẽ ra cái bộ này, một cái gọi là beauty box, một cái sản phẩm mà hỗ trợ từ mặt cho và cái sản đây là những trong những cái sản phẩm mình rất là mình xài hàng ngày luôn mà rất là tầm đó. Mà nói về giá cả chút xí thì quá là vừa túi tiền. Nếu mà các chị, các anh có thích muốn tìm hiểu thêm thì hãy liên lạc với những người các anh chị thấy ở trong đây, tìm người quen của mình. Chúng mình sẽ hỗ trợ với nhau, inbox cho mọi người trong đây. Những cái chi tiết thêm, còn nhiều chi tiết nữa thì tụi mình sẽ hỗ trợ các anh chị để giúp các anh chị làm thế nào để mình có cái bộ này để xài trong gia đình, mà xài hàng ngày. Mà nó vừa với cái túi tiền của mình. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Mình hẹn trong cái lần mình làm mặt sau nha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Anh chị em nào thì inbox. Bye bye. Good night cả nhà. Giờ mình đi rửa mặt rồi lotion cái em diễn da tối là xong rồi đó quý anh chị. Ok, good night. Rồi chúc cả nhà Facebook ngủ ngon.